Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với game vlog tiếp theo trên channel của mình. Và mình là Namas, xin chúc anh em có những giờ phút thư giãn vui vẻ nhé. Có lẽ với những game thủ yêu thích dòng game bắn súng nói chung đều có cho mình một hình mẫu vũ khí riêng. Có người thích những thứ lạ lẫm đến từ tương lai, có những người lại thích những vũ khí giả tưởng ngoài hành tinh. Nhưng những cái mẫu súng sát với ngoài đời nhất vẫn luôn có chỗ đứng riêng không thể chối bỏ. Và một trong số đó chính là AK-47, tên đầy đủ là Automat Kalashnikov. Đây chính là mẫu súng được yêu thích nhất mọi thời đại, mà bằng chứng chính là các tựa game bắn súng hoặc có yếu tố giả lập bạo lực đều luôn sở hữu cho mình một phiên bản của huyền thoại nước Nga này. Ngày hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau dạo quanh một vòng các tựa game nổi tiếng đã và đang sở hữu AK để xem rốt cuộc chúng sẽ có những cái điểm gì giống và khác nhau hay không, và đâu là lý do vũ khí này lại được anh em yêu thích tới vậy nhá. Let's go! Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với PUBG, một tựa game đã trở thành huyền thoại dòng bắn súng sinh tồn Battle Royale sau 3 năm phát hành. Không thể phủ nhận AKM cho PUBG chính là bản cải tiến của AK-47, giúp nâng cao độ chính xác và giảm đôi chút độ giật do thiết kế vát nòng. Thế nhưng đây chính là một trong những vũ khí có độ giật kinh khủng nhất PUBG và tương tự như ở ngoài đời. Bạn sẽ cần thời gian dài để thích nghi và làm quen với nó. Bù lại, sát thương của AKM đứng đầu dòng súng trường tấn công. Chỉ tiếc là tốc độ xả đạn không cao nên ngôi vương đã chuyển sang cho Barrel M762 được một thời gian khá dài. Cũng vẫn là PUBG nhưng ít giật hơn, chính là AKM phiên bản PUBG Lite. Đây là một tựa game giảm cấu hình cực mạnh dành cho PC. Có thể mọi thứ sẽ nhìn xấu đi đôi chút, nhưng về cơ bản, cái chất của AK vẫn ở đó với độ giật kinh dị cả theo phương dọc lẫn ngang. Do game đã ngừng update, thế nên 47 sẽ vẫn là thông số sát thương chung cho cả 3 phiên bản tính tới thời điểm hiện tại. Tiếp tục giảm đi nhiều chút độ giật của PUBG Lite, chúng ta sẽ có AKM phiên bản PUBG Mobile. Vẫn là ngoại hình đó, vẫn phụ kiện đó, sức mạnh đó, AK vẫn cứ nghiễm nhiên là khẩu súng vừa mạnh vừa khó bắn, và để khống chế được con quái thú này với ống ngắm cỡ lớn luôn là điều mà các game thủ hướng tới trong hành trình chạy bo, dẫu sẽ khiến cho đồng đội vô tình bỏng mắt sau những phát bắn thần bí của mình. Bước nhẹ nhẹ sang thế giới Call of Duty, anh em sẽ thấy một trời AK bởi có quá nhiều phiên bản khác nhau của dòng game này. Chưa kể thì bạn vẫn có thể tùy biến để khiến vũ khí huyền thoại này đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng các phiên bản mặc định trong 3 phần Call of Duty Warzone, Cold War và Mobile làm đại diện. Với đặc điểm chung của dòng họ AK như uy lực mạnh và khó kiểm soát thì trong các tựa game như thế này vẫn sẽ sở hữu được những điều đó. Nhưng nếu so với PUBG thì đúng là một trời một vực. Bạn sẽ thoải mái điều khiển AK hơn, nhưng đối thủ cũng sẽ tương tự như vậy. Hãy chú ý vào tỷ lệ chính xác mỗi khi bắn nhé! Với cấu hình thấp, dễ tiếp cận, Free Fire chính là tựa game sinh tồn mobile có số lượng người chơi cao khủng khiếp hiện tại. Tất nhiên đây cũng là tâm điểm của tranh cãi, bởi bên cạnh vấn đề skin súng tăng đam, Free Fire còn bị chê trách bởi súng không có độ giật. Từ SMG cho tới AR như AK có sấy cả băng thì tâm súng vẫn tại chỗ, và đây là một điều cực kỳ là phi lý. Bù lại thì đường đạn của AK cực kỳ là khó kiểm soát và có xu hướng tóe loe ra xung quanh. Bạn sẽ phải cố gắng hướng chúng vào vị trí của địch. Thôi thì mỗi game có một định hướng riêng,
quan trọng là kết quả, thế nên chúng ta không nói quá nhiều về vấn đề này. GTA từ lâu đã là một series game nơi mà bạn có thể thỏa thích làm điều mình muốn. Một thành phố có mọi thứ để bạn sa ngã, nhưng cũng luôn chào đón bạn trở về với những công việc thiện lương. Nhưng nào có ai cho anh Chí Phèo được lương thiện? Các pháp sư vũ trụ thì không tính, nhưng ra đường mà không mang theo vũ khí thì quá là sai lầm khi chơi GTA 5, và AK dĩ nhiên là cũng có mặt. Với phiên bản tiểu liên và súng trường riêng biệt, bạn có thể custom lại theo ý thích, nhưng tương tự như Free Fire, AK ở đây cũng chẳng giật mà chỉ có tóe loe đạn mà thôi. Vì dù sao, trong thế giới súng ống của trò chơi này, AK chỉ là điều gì đó rất là bé nhỏ, và game cũng yêu cầu nhiều những cái kỹ năng khác, nên độ khó khi bắn không cần phải cao mà làm gì cả, anh em nhỉ? Undertale 1 là một tựa game bắn súng góc nhìn từ trên xuống, được phát triển bởi Krafton, công ty mẹ của PUBG, nên có thể coi đây là hai anh em cùng cha cùng mẹ luôn. Vẫn sở hữu cho mình sự tương đồng với PUBG, AKM vẫn có độ khó chịu khi bắn là rất cao so với những khẩu súng khác, nhưng do góc nhìn từ trên xuống nên hầu như bạn chỉ thấy đạn tóe ra mà thôi. Vẫn cứ là uy lực khủng, đây là vũ khí đáng tin cậy cho anh em trong các chiến dịch giải cứu con tin mỗi khi chơi Undertale 1. Nhưng cũng nhắc nhẹ anh em luôn là sấy súng trong tựa game này vẫn có thể gây mù mắt cực mạnh đấy nhá. Có thể nói đây là tiền thân của PUBG cũng không sai, vì Brenda Green, cha đẻ của PUBG, đã tạo nên H1Z1 Battle Royale, và AK tất nhiên là không thể thiếu trong một tựa game như thế này. Vẫn là băng đạn 30 viên ấy, bạn có thể tỉa, sấy, thoải mái, miễn là trúng, bởi độ giật chả thua gì, thậm chí có phần còn quái đản hơn bởi đường đạn vô cùng khó kiểm soát. Tốt nhất là hãy sử dụng khẩu AK này để bắn tỉa ở tầm xa, bởi đam to và chỉ nên sấy ở cự ly thật là gần trong H1Z1 để bảo vệ thị lực và chinh phục thứ hạng cao hơn. Giống như cái cách mà TABS thành công, TABG đã thêm vào đó lối chơi sinh tồn bắn súng của PUBG, và đây đích thị là phiên bản parody thú vị nhất từ trước tới nay. Không giới hạn về đồ bựa, bạn có thể thoải mái bắn Barrett, sấy nỏ liên thanh, thậm chí là sấy AK-X8, một thứ đã thất truyền từ rất lâu và giờ mới quay trở lại, và tất nhiên độ mù mắt của nó cũng rất dì vào này nọ. Game hiện phát hành trên Steam khá là hài hước, nhưng khi vào trận đấu, bạn sẽ vẫn cảm nhận được cái sự căng thẳng của các vòng bo, tương tự như bản gốc PUBG. Trên đây là 11 tựa game mà bạn có thể sử dụng được AK huyền thoại. Tự chung lại, chúng đều có uy lực rất là lớn, khó kiểm soát nhưng vẫn luôn được anh em tay to yêu thích và lựa chọn làm súng chính. Đây mới chỉ là phần 1, bởi vẫn còn quá trời các cái trò chơi khác có cho mình vũ khí thần thánh này mà. Ở phần tiếp theo, anh em mình sẽ tiếp tục khám phá AK-47 qua các dòng game như Counter-Strike, Crossfire và rất rất nhiều các cái game thú vị khác nữa. Thế nên nếu như thấy video này hay thì anh em nhớ để lại một like và đăng ký kênh mình để theo dõi các video sớm nhất có thể nhá. Hẹn gặp lại anh em sớm thôi. See you again.